Bây giờ này qua năm sau tái dữ không? Cái sao mình bội bá sình đó nè. Ừ. Nào giờ có đất đâu mà bội. Ừ. Với lại mốt mình trồng cái tên cái bờ đây này nè. Trồng dưới đây sát sát vậy nè. Trồng vừa hết vòng vòng đê này tốt lắm. Cái gì ở trên đây là không có. Ở trên đó mấy mốt làm đồ vòng tốt chưa cha? Đất này nè. Phải giải dâu nha. Ừ. Gãy dôi hả chú? Ừ. Chi vậy? Xuống phải. Hả? Hả? Phải. Vậy hả? Mưa xuống rồi, mày mưa vô mày gãy rồi. Dôi là cái gì? Dôi ha, chứ nên lan tốn sẽ tốn tiền lắm không? Đủ dôi là nó tẩy phèn là tốt rồi. Đất này lớn tốt lắm. Hồng cá cũng phải chọn. Đất này rất là cha rồi chứ. Chọn cho hết phải. Mày khép khép lại bình tàu mày ngồi. Cái hồng cá nó không. Mày khép nếp lại chút bình tàu. Ngứa hén quá, dạng cái. Mày đưa ra, có gì mày đưa ra tên tận. Ba ba ba. Lấy đất đâu nữa. Đủ đất lấy nè. Ba ba. Bình tận có mua thiếu bao không để mượn qua đó đi mua nè. Mua nhiêu cái bao nữa? 50 cái thôi đi. Bệnh. Có tiệm vàng không? Tiệm vàng nào? Mày kiếm tiệm vàng mua bao. Thôi thằng tiệm vàng lấy bao đựng vàng cái gì. Chỗ nào mà nãy mày mua với anh Quẹo mua rẻ á? Còn có bao năm nữa, mua 50 cái mà nó. Đi chạy về nhà mình đúng không? Tại thôi, mai mua qua, mai mua. Chứ thôi mai mua cũng được. Giờ bắt nhỏ chạy về nhà nữa. Qua tới đây 6 giờ rồi, với tôi với tôi nghỉ chiều rồi. Hôm qua mua bao cái 6, nó không biết 10 ngàn. Vậy hả? Là 10 ngàn là 8 cái bao. Vậy hả? Có tính rồi. Có tính nè hả? Tính là 8 cái. Vậy hơn 1.300 ăn cái. Mà chồng cái là nó 13 ngàn. Mà 13 ngàn thì trừ 3 ngàn đi là 10 ngàn. 3 ngàn đó thì trừ ra 2 cái nữa. Tính vòng quá hả? Em tính vậy á. Là 10 ngàn. Phải đúng không? Ủa? Ừ. Chục cái thì trừ ra 2 cái nữa là còn 8 cái. Ừ. Tôi tính vậy đó. Ai hiểu 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 hồi. Quá hay quá. Đó là gọi là mình tính vô quá. Được chưa? Mua đạn 100 cái em tổng cho dễ tính tầm ơi. Nên tên để mai mua cho khỏi mua. Nên ông Hiện mua cho rẻ. Nhưng cái nữa? Bán ảnh ngàn, ngàn cái nữa. Dễ hơn hả? Dạ, gạo á. Ta đi mua 1.200, ta bán 1.000. Bao của ổng, bao gạo của ổng mà. Không phải, bao ổng đi gom á, ông nội. Ừ. Bán đâu rẻ. Bán ít rẻ chứ bán nhiều, bán rẻ lỗ rồi. Anh em. Anh em ruột hả? Út thù á. Sao đi xe người ta kêu anh ruột không vậy anh Quẹo? Anh ruột là người ta nảnh nhau á. Người ta nảnh hả? Bạn hỏi bóp tiền xe. Kêu nó anh rẻ hồi nó lấy tiền xe mát. Qua mới vừa đi mua mấy cục nước đá. Má vào cắt cặn nước. Vô đi. Vào thuốc cán nha anh Bình, thấy ghê quá. Giờ mình tập cặt dừa để làm dừa đá uống. Mà cái này dừa đá nguyên chất luôn chứ không có bỏ đường, không có bỏ tắc gì hết. Bữa nào mày nhớ tầm mấy cây tắc nha anh Tâm. Rồi quá, rồi quá. Uống dừa tắc hả hay gì hay? Ừ, uống dừa tắc. Sao phải rửa đi. Ủa rồi ra sao gì? Vâng. Đi ra xa quá. Quên. Ơi, thường ta bỏ một cái ra rồi bỏ một cái luôn á. Dân vườn nó dày thành sạch vậy. Thấy ghê quá. Ghê quá. Đắt kìa, đắt. Ngọt cho không? Em ăn gì? Ừ. Qua lấy gì qua ăn. Ủa lấy đồ thấy ghê ăn luôn. Chứ giờ lấy gì ăn? Ngon quá quá. Ăn kia quá. Ghê quá. Bên này có anh Bệnh để mình ăn. Ừ.
Trời ơi, dao lột. Ngon không? Ngon không đâu. Y như soda vậy. Ngon dữ hả? Gà nữa hả? Quẹo ơi, uống nước dừa nè anh Quẹo ơi. Mình uống miếng thử. Nó mát mà nó ngon dễ sợ luôn qua. Ba tái được mà phải không? Ba tái. Mát. Nó chưa có ga nhưng mà nó mát, nó ngon dễ sợ. Nó mát thanh nó tâm cổ họng mình luôn á. Đã. Rồi cỡ khoảng chừng 250 tới lên. Đứng ra đâu mày tính ra đây nha, mồi nè, mồi mày nhân 15 cái ra nhiêu? Là 250 hả? 250. Dám hơn 250 chứ. Để mình không tính mấy phút bầu bầu quá. Nè, chừng nữa cái cho bờ đây này biết ta làm sao không? Không sao. Chặt trúc á. Trúc một tre. Cầm ở đó một cây, ở ngoài đây một cây. Ở đây một cây. Ở gần đây ba cây. Chi vậy? Cầm cao lên. Cao lên khoảng 2 mét á. Người vậy mình vậy? Là 1 mét rưỡi rồi, 1 mét 7 rồi. Mình có 1 mét căng dây hả? Ở trên đầu mình á. Mình làm cao hơn khỏi đầu mình 2 mét à. Chi vậy? Dọc bao quanh cái bờ hồ luôn. Chi vậy? Tầng hũ qua mướp bí, nó bò ở trên nó thòng xuống, đẹp vô địch. Kèo y như ngoài Đà Lạt. Ở ngoài Đà Lạt mày đi chưa sao mày biết? Thôi tao được hình đó. Tao đầu mình tái nó thòng xuống, đẹp dữ lắm. Mình đi rồi mình phải dẹt tái mình đi. Mày tưởng tượng quá mày ơi. Tái mày tưởng tượng quá. Cái hồ này lỡ té xuống sao lên? Té xuống hả? Bò lên. Đất lên hả anh Quẹo? Nó đứng vậy sao lên? Đứng chỗ nào lại lên. Tự ra lại cái ống bọng mới có đường lên thôi. Đúng không? Đi Quẹo ơi. Làm cái cầu thang em bước lên anh Quẹo ơi. Không, cái này cái mà người ta bồi lên tên nữa mà. Cái này giữ nước lại 8 tấc à. Đó, thấy cái bọng không? 8 tấc được đâu có làm sao làm đất vậy. Có con cá nào mà nó lội 8 tấc mà lội lên. Cá đó bèo luôn, phải 5 tấn. Vậy uống nước dừa kìa. Uống dừa mau cái đó. Mau mất cái. Mệt anh rẻ quá. Ở đây mệt quá nó lọc. Thành lọc cơ thể hả? Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn. Sao vậy? Ăn con miếng dừa bị chảy máu tay. Sao chảy máu tay? Quá nạo á, cái nó đúng cái miệng của cái áo dừa. Ừ, cái miệng áo dừa. Ừ. Không, nhưng mà là cái miệng cái mà nhỏ nhỏ đó nó bị bể ra. Ừ. Cái xước vô tay chảy máu. Qua hên á, qua chảy máu tay, qua dành ừ, qua ăn chảy máu tay, qua hên mà ăn ta còn chảy máu mỏ nữa kìa. Không, ý hay nói người ta ăn mà cũng bị chảy máu mỏ nữa đó. Chứ đâu phải dẫn chơi. Hôm qua ăn cái dừa cũng bị dập dò nữa. Nè, coi đây, giò bầm xanh luôn á. Đâu? Bầm xanh lên luôn á. Trời ơi. Mày mắc cười ha. Có hôm qua có lấy hôm qua có lấy dầu sắt chưa? Không. Sao hả? Tại thấy nó không đào thôi trời nó. Không sao chứ giò cũng không ai thấy. Tại hôm qua không mang dép, gặp mang dép là đứt dép mày, rồi. Hôm qua nó mang dép này nè. Mang dép này nè. Vậy mà vô tới đó hả? Ừ, vậy mà nó bầm vậy đó. Đánh. Vậy hả? Là vậy là hên mang dép. Dép loại này nhưng mà đôi dép màu đọt hơn cái dép của mẹ. Lính. Lính hả? Anh Tổng nói gì vậy? Lính. Tổng mày nói gì anh Tổng? Cắt dây quá. Ô mày mới nói gì anh Tổng? Dạ. Để thấy. Mình chả hỏi mình mới nói gì kìa. Nhắm nhắm gì miệng mày.
Đúng là vừa tới bự bự hắn chút. Ừ, vừa tới đó. Dạ. Vừa về người ta phái lắm nè, sang tàu á. Giờ này là nửa là con bầu lên đây, nửa là nó cái dữ lắm cái. Mà gáo nó cái nó bự nữa chứ không được đâu. Giờ này không hồi nào giờ nó bị còi. Nó bị thiếu đất. Dạ. Chú vừa này chú về chú làm bánh luôn hả? Ừ. Hôm nay dịch vậy rồi chú có người ta cũng lấy bánh đều đều hả chú? Hôm rồi xe nó ngưng chạy vậy người ta ở trển ra xuống rồi lấy. Dạ. Ôi, mấy người tên thành phố chạy xuống tới đây lấy luôn. Dạ. Mướn. Dạ. Dạ xe gáp. Dạ. Trời ơi. Vậy là bánh hả? Bánh vẫn làm đều đều. Làm được mà đều có cái là xe nó đi nó khó đi hơn. Dạ. Chú mua dừa ăn chú về rồi chú nạo ha, chú nạo bằng cái cùi khóm á hả? Ừ. Dạ. Rồi chiều thì hiếm mấy gói, tối hiếm gói. Ừ, giờ gói rồi đó. Dạ, giờ ở nhà đang gói. Ừ. Rồi ngày nào chú như dừa đây chú về chú để chú làm khoảng bao lâu là hết dừa? Ngày chắc cũng làm cũng 3-4 chuyến gì ạ. 3-4 lần gánh. Vậy là chú chuyên đi mua dừa vậy luôn hả? Ừ, lâu lâu chú mới đi mua một lần. Dạ. À, mua hết, chú làm hết, chú mới mua nữa. Dạ. Đúng không? Ta nói tắc đất tắc vàng, mà cục đất à, cục vàng là đất nó còn mắc hơn nữa. Mua chắc hết nổi vậy. Sao? Tại cũng như tắc đất, tắc vàng, tắc là nó nhiều hơn cục. Tại nó ăn sống dưới, còn mình cầm có một cục à. À. Tắc đất mắc hơn ta, tắc đất là tắc vàng phải không? Ừ. Còn cục đất không phải cục vàng. Đất có phải cục vàng, phải cục đất. Nếu mà tắc đất là có hai người giành nữa anh Bẹo. Tại tới đất nó hình tròn. Sao? Thì người bên đây với người bên kia nữa. Xuyên qua bên kia. Ờ. Phải không? Chia ra người cũng nữa. Ừ. Mình đâu lấy được xuống sâu, lấy xuống 2 mét. Cùng. Để biết làm gì không? Trồn. Nó mốt hát cái bài mà ai không trở về mà mộ đất sâu là hết. Có. Nói sao? Giờ phải cho tao một bắt không? Cho không có tên hả? Ừ. Sao kỹ ta, tao sợ nằm dưới nước ngập thì á. Nằm dưới chắc lạnh quá. Giờ thấy tao ít đào quá. Ừ. Bình thường á nhờ mình đi ra đây dòm ghe. Mình thấy là cái xà lan này nó hút cát đầy rồi. Tại vì có chỗ thì nó hợp xuống nhưng mà cũng có chỗ dùng lên bù qua bù lại thì chắc nó cũng đầy. Giờ là nước lớn nè. Ở ngoài này thì gió thổi mát dữ lắm, mát nước bữa nay thì nó đỡ tông hơn bữa trước rồi, nay nó đục đục rồi, chắc là nước đỡ mặn hơn chút, mặn nhẹ nhẹ chút rồi đó, chứ bữa hổm là nó xanh lè xanh lét luôn, xanh hơn gấp mấy lần cái này nữa.
nữa chứ. Cũng người quen của mình Tòn luôn. Chú ơi, đúng cái đó không với cái lỗ đó gì vậy chú? Ngồi cho nước cho nó lên. Dạ. Nãy giờ là nó lên chưa? Cái dừa khô này khó lọt rồi chú. Ừ. Nó dính cứng ngắt à. Mấy trái xanh xanh vậy chứ dễ lọt. Nó không có bầu vậy. Cái này cái vỏ đó nó dính vô trong cái da trên con gáo. Gáo bự không chú? Đúng rồi. Nó vỏ đó nó cái da dính vô chú là không ra nữa. Nó dính đem sát gạt vậy hả? Sát gạt luôn. Ngổ hả? Còn mấy cái này mà mốt bầu rồi cái nó không có dính như vậy nữa. Dạ. Ngổ ha. Cái dừa này giờ cái độ béo nó cũng không có nhiều, nó bị gì nó bị thiếu chất, nó bị thiếu đất đó, ăn nó suy dinh dưỡng đó. Dừa người ta lộn nó tóc lóc ra cho con này nè giờ chú lọt rồi chú bỏ một bao trở về. Ừ. Bởi vì nó dính gì à mà tủ nó chưa về được à, thấy một hồi nó cũng nó vừa có mấy dừa của nó được. Ủa chú đi xe riêng mà. Đâu chú đi với thằng Bình. Dạ hả? Còn Quẹo chạy riêng. Để anh Quẹo chở về hả? Ờ, hồi Quẹo nó chở. Nó chở dừa. Dạ. Còn Bình chở chú. Dạ. Giờ chú mới đợi nó nè. Dạ. Chú ngồi đợi nó chú lột nè. Dạ. Ủa mày lội xuống luôn hả anh Tom? Cái mình hy sinh chứ dạ. Hy sinh gì gì vậy? Gì vậy? Hy sinh gì vậy? Đúng rồi, lũa chị, đúng như Trang vậy à? Có chú à? Em thấy như Trang vậy hả? Nó bê bớt nè. Nó chá hào à? Nó bê bớt nè. Nước bụng không à, thấy ghê quá. Được cái bào rồi. À kìa, chú giật cái tàu lá dừa cho mày tấn lại kìa. Xuân qua mới vừa đi mua dịp anh bánh gì quá nem nướng hả à? Nem nướng về kê chú đưa kìa. Chút nữa thì rút lên được không Tòn? Em bỏ vô miếng đường phải không? Quá. Em quậy vô tà xong rồi em bỏ vô thêm miếng đường ở trong nước đá hả? Là nó đâu có tan. Nên nó ngọt hoài. Vậy hả? Cái đó kêu bằng gì? Dằn hả? Ủa là mình bỏ vô nước đá thì sao? Là mình bỏ vô chút phít đó hả? Bỏ vô nước đá. Có nghĩa là quậy cho vừa uống rồi thì mình bỏ thêm miếng đường nữa. Ủa? Vậy thì đường ở vậy. Cho nó đừng tan, bỏ nước đá vô thì nó hết tan đường rồi. À. Vậy là nó không bị lạc lại. Ý là anh Quẹo là nghề nghiệp của anh Quẹo là bày tỏ ra. Anh đâu biết làm. Giờ anh làm hay gì? Nhưng mà đó anh cũng vợ anh nó cứ những cái đoàn gì đó. Nó rồi. Quảng cái bao đâu quảng? Dạ. Hồi bao không đủ bao, có lần đi mua bao nữa không? Hồi mượn bên đây đắp qua hả? Hết chó rồi anh Bình ơi, hết lạnh chó rồi. Chuyển qua làm tàu. Rau lợi sình rồi lợi nướng. Đâu mà tao đang làm gì? Đấy. Có. Sai mày sai kìa. Sao ạ? Tao đang cửa mình. Quay là rửa mình, rửa mẩy, rửa mày, rửa mặt. Đây là nem nướng. Ở đâu à? Em mua nem ở chợ xếp á. Là gà được không? Gà đâu? Được chứ anh Bệnh. Anh Quẹo ơi, anh qua đây ăn nè anh Quẹo. Nãy mình tò mượn Sơn qua đi mua à.
Anh không ăn anh lỡ anh gái anh chịu nhanh quẹo. Kêu chú đâu qua ăn hả? Chú ơi chú. Mày kêu đi. Thôi tao kêu mất kệ mất cỡ quá tao kêu gì. Kêu bạn lại ăn đi. Thôi mệt. Anh mà anh quẹo kêu đi. Chú ơi, chú ơi. Kêu chưa kêu qua. Hả? Bạn của em. Ủa em của bạn. Em của nhỏ bạn. Ăn đem nướng hả? Anh quẹo. Kêu ba anh lại ăn, anh kêu cái ông vịt dừa nãy lại ăn nè. Lấy cái đầu kê lên, lấy hộ, lấy cái bịch bánh hỏi kè kê lên. Bịch dao kìa. Tính nhà nước nó còn tầm đỏ không bịch? Không, tính tầm đỏ người ta lấy người ta làm bánh lăng. Hay là bánh ấy vậy. Đâu luôn mà. Đâu có để cho mình. Rồi nó bỏ gì tẩm nướng? Tầm tắm. Tắm. Kê cái hộp gà. Ăn cái hộp gà nướng đây. Còn nóng hỏi ta ơi. Anh quẹo, bước cái hộp gà nướng này nè. Chú ơi, chú. Mình kêu mình đâu sao không? Có 2-3 cái mà. Ăn này nè chú. Em mua người con cái nè anh Quẹo. Sao qua mua nhiều quá à? Quang đi. Quang biết đâu sợ mình với anh Quẹo không hợp với này ăn được thì sao. Nhưng mà gửi. Thì qua không có mua còn sợ. Đưa anh Quẹo ơi. Ăn sao bữa ăn nổi rồi mua ít vậy đó. Nè anh Quẹo. Ăn em nướng đi anh Quẹo. Cái kia vậy á. Em thử miếng à. Anh ăn kia à. Có cái nè. Bình Tông bắt đầu chê nè. Nè. Chê chưa? Trời chạy tung ra hết rồi kìa. Chạy tung ra kìa. Kéo cái bịch rau ra cho nó. Em kê á. Nó bằng lại em kê vậy thì nó không bằng. Ăn có một tay ăn được. Ăn bận được. Qua ăn giùm mày qua. Nè. Bẻ này ra, bẻ đưa anh Quẹo đó đi. Rồi bẻ này ra hai đứa mình ăn chung nè. Cuốn cuốn hay cuốn ăn rồi quay. Ủa má nó bụng quá. Đâu có lộp đó nhờ. Có muối tiêu không ạ? Có. Nào. Bự. Đây nè, bịch muối tiêu nè. Cắt ra. Cắt ra đây nè. Qua lại thấy ghê chưa? Đâu cũng vào đấy. Vô lại nha. Đâu cũng vào đấy. Ôi ơi. Chết nữa. Chết nữa chết. Ở vừa cũng có khăn. Đủ à. Mất viên quẹo, đủ gì? Khoan phụ hai hộp gà qua. Ngán hả? Ừ, ngán quá. Mua đậu quà. Mua chợ xếp á. Ăn chỗ dưới Mỹ Dung. Ăn kiểu gì ra chai á. Ăn được không Đồng? Ăn được không anh Quẹo? Chưa ăn lấy gì được. Ừ, nãy quên mua thịt nướng cho ông Vi. Không, bữa nào nướng cho ăn. Mai đi chợ mua thịt về nướng cho ăn cũng được không? Bắt đầu. Mọi cuốn bự ghê. Thôi, nãy xuống đây đắp, bà này không có chịu đâu nè. Cắn à? Cắn nè. Nuốt. Còn lấy cái thịt gà được không? Không có nhai hả anh Bèo? Cắn. Vọng cứng của ăn quẹo á. Chấm nè. Cắn à? Mày nước. Ừ, dạ. Trời sao. Trời ơi. Gành quá mày sao cái gì mày cũng gành tên. Ăn cũng gành đó anh được. Gì bình cái nước á. Biết đâu. Đi đại. Cứ vợ mày biết chưa anh Tân. Tao. Nào cứ vợ nhớ mời tao nha. Mời được. Đó sẽ đi cho mày một chỉ. Nữa anh Quẹo còn kìa. Ăn qua. Hả? Ăn quẩy bên bình ai, hai người mần, hai người đói, hai người ăn đi chứ em đâu đói. Nãy ở nhà em ăn cơm rồi mới đi. Đúng rồi, đó. Này là món sao thích qua nè. Anh mình biết hay vậy? Biết. Tại qua mua. Nãy mua một cái bắp nướng. Nãy tính chạy lên mua bắp nướng rồi.
mà qua không hồi nãy nghe anh Quẹo nói một kêu bắp nướng ăn, mà nghe anh Bình nói là thôi thì anh Bình đã nói vậy là biết anh Quẹo muốn ăn, còn Bình đâu muốn ăn vậy đó. Cái mới suy nghĩ là hình anh Quẹo ăn bắp nướng đúng không ta, ăn mua chạy lên mua không, cái mà thôi ăn này đi. Thôi đi mời mua bắp nướng cho anh Quẹo ăn, mời cũng mừng mà. Hôm 21 em mua bắp gì em nướng cho anh Quẹo ăn. Cũng khác nữa. Cái bờ này hồi nãy giờ mình toàn đắp vậy nè, mà nó còn chảy ra, chảy xuống Dũng một đống bùn nằm dưới Dũng, bùn dưới cát luôn. Giờ chuẩn bị bơm đầy ở bên đây, thì người ta thật ống qua bên đây nè, người ta bơm cái lỗ bên đây cho nó liền đất. Mấy cái lỗ này là hôm bữa Vinh nó thọ cái cụ móc của nó móc lên làm cái bờ đê. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như các bạn thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh ngang. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thiệt là vui vẻ.